Chào anh em, quay trở lại với kênh của mình là Mía đây. Thì hôm nay mình sẽ dịch trang bị và trang bị app nha anh em. Trang bị app và giải thích các dòng của các trang bị đó. Thì trong thời gian đợi game ra thì anh em chịu khó download về và trải nghiệm thử bản chung ha. Nay thì mình sẽ dịch trang bị từ bản chung qua tiếng Việt cho anh em dễ trải nghiệm ha. Rồi các trang bị app thì nó sẽ như thế này. Rồi thông tin thì mình đã sưu tập được trên group của bạn Phan Huy ha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thì tên của trang bị thì mình chưa có dịch được, nhưng mà mình sẽ đặt theo trang bị của Liên Minh Điện Thoại nha anh em, để cho anh em dễ phân biệt nè. Rồi, đối với cái trang bị đầu tiên thì đây là sách ha, sách Song Kiếm Tai Ương ha. Thì nội tại của nó cũng giống Song Kiếm Tai Ương bên Liên Minh Điện Thoại thôi. Thì nó sẽ cộng 50 phép và cộng 20 thiên nhiên hồi chiêu nè. Mát cái này bên này mát được vẫn là 40 thiên nhiên hồi chiêu các bạn. Nếu mà bạn lên 50 thiên nhiên hồi chiêu thì nó vẫn là 40 thôi. Rồi, cái nội tại của cái sách này là dù khi dùng một kỹ năng thì đòn đánh thường tiếp theo sẽ gây thêm 75 cộng 50% sức mạnh phép thuật ha. Thì trong vòng 3 giây ha, các bạn sẽ đánh chơi một đòn phép, xong rồi chơi một đòn sơ, chơi một skill, xong rồi đánh một đòn tiếp theo thì nó sẽ gây nên sát thương phép ha. Thì thời gian hồi của nó là 3 giây ha, rất là bá ha. Đó, khi mình chơi một chiêu thì nó sẽ hồi, thì mình đánh thường địch một cái thì nó sẽ hồi, thì nó sẽ tăng thêm sát thương ha, hồi lại có 3 giây à. 3 giây sau mình chơi thêm một chiêu nữa thì mình đánh thêm một cái nữa thì nó lại gây thêm sát thương ha. Đó, giá của trang bị này là 2.100 nha anh em, 2.100 ha. Thấy trang bị khá rẻ ha, khá rẻ so với cái nội tại của nó rất là bá. Thì giống như Song Kiếm Tai Ương ở bên Liên Minh Hiện Thoại nè. Rồi đến với trang bị tiếp theo thì gọi tên là Farerilla nha anh em. Nó thì nội tại của nó thì giống như là bê trưởng Farerilla của Liên Minh Hiện Thoại ha. Nhưng mà đây nó sẽ cộng HP, cộng máu với lại mana thêm ha anh em. Rồi cộng thêm được 10 thời gian, giảm thời gian hồi chiêu nè. Đó được, là cái nội tại của nó. Chỉ số của nó là cộng 50 phép nè, 350 máu và 300 mana ha. Rồi 10% thời gian hồi chiêu. Thì nội tại duy nhất của nó thì khi dùng kỹ năng đơn lẻ lên kẻ thù thì sẽ làm giảm 35% tốc độ di chuyển ha. Đó là kỹ năng đơn mục tiêu ha. Trong 15 giây, 1.5 giây. 1.5 giây thì cũng tương đối là nhanh ha. Có 1.5 giây thì nó sẽ hết bị slow à. Rồi, còn khi dùng kỹ năng diện động là kỹ năng AOE nha anh em, là nó sẽ giảm tốc độ di chuyển xuống còn 20% trong 1.5 giây ha. Này là giảm nó slow địch có 1.5 giây à. Thì cái này rất thích hợp với anh em có skill cấu rễ ha, cấu rễ đơn mục tiêu rồi với lại diện rộng đồ đều thích hợp ha. Thì mình thấy thì ở này diện rộng thì sẽ thích hợp hơn nè, còn đơn mục tiêu thì nó hiệu quả hơn, nhưng mà đơn mục tiêu thường là những tướng ép là sẽ dồn đam nhanh ha, nhưng mà cái này thì cấu rễ nó sẽ cái chiêu diện rộng của nó mình chơi vào nguyên một team địch đó thì nó sẽ hiệu quả hơn ha. Chiêu diện rộng AOE nè, cái 20 giảm tốc độ di chuyển 20% thôi, nhưng mà được cái là nó chiêu diện rộng nên nó sẽ gây khó chịu cho địch ha. Nhất là cái những cái NT mà diện rộng á. Rồi giá của nó là 2.550 vàng nha anh em. Đó, gọi là gai nha. Rồi đến với trang bị tiếp theo thì mình sẽ gọi nó là khiên gió nha anh em. Thì chỉ số của nó sẽ cộng 50 phép nè, 250 máu và 300 mana ha, thêm 10% thời gian giảm hồi chiêu. Rồi cái nội tại của nó là tốc biến mini anh em, khi kích hoạt thì sẽ đẩy mình về phía trước 500 khoảng cách ha. Thì cái trang bị này mình nghĩ sẽ rất là thích hợp với những pháp sư mà thiếu độ cơ động ha. Rồi thêm một cái nội tại của nó nữa là có hiệu ứng gió này, khi tiêu diệt địch sẽ với sát thương phép sẽ tăng thêm 10% tốc độ di chuyển ha. Thì
Thì cái này thì sẽ tăng thêm độ cơ động cho những tướng mà đánh kiểu hit and run ha. Khi chơi một chiêu xong rồi nó sẽ tăng tốc độ di chuyển cho mình để mình hit and run chạy cho nó dễ ha. Đó, hai cái nội tại này rất là bá ha. Rất thích hợp cho những pháp sư nào thiếu cơ động nè. Là không có chiêu tốc biến hoặc lin đó, đó. Chơi chiêu xong rồi cứ chơi xong chạy rồi cứ hit and run vậy gây rất là gây ức chế cho địch ha. Nó giá của nó là 2580 vàng nha anh em. Đó, bắt đầu vàng nó lên từ từ rồi đó. Đây gọi là khiên gió đấy ha, tạm thời kêu dịch của nó, việc xuất của nó là khiên gió ha. Rồi đến với trang bị tiếp theo thì mình sẽ gọi nó là mũ đại thiên sứ nha anh em. Thì cái nội tại của nó thì nó na ná giống như là cái quyền trưởng đại thiên sứ ở bên liên minh huyền thoại á. Thì nó sẽ cộng 50 phép nè và 250 mana ha. Rồi nội tại của nó, nội tại thứ nhất có 3 nội tại luôn nha anh em. Nội tại thứ nhất là khi dùng kỹ năng sẽ nhận thêm 15 mana nè. Đó. Này là mình khi mình cấu rỉa thì tối đa là được 750 mana nè. Đó, khi mình cấu rỉa thì nó sẽ hồi mana cho mình là khỏi về nhà luôn nha anh em. Đó, nội tại thứ hai là khi máu dưới 30% thì nhận một lớp siêu nè, một lớp giáp tương đương với 30% máu trong 3 giây nè. Đó thì nếu mà bị địch úp sọt á thì máu mình dưới 30% thì nó sẽ nhận được một lớp khiên tương đương với 30% máu của mình. Thì tăng tỷ lệ sống ở trong combat thôi ha. Đó, thời gian hồi thì là 40 giây. Rồi nội tại thứ ba là khi mana đạt quá 1000 mana nè thì sẽ giảm 50% thiệt hại, sẽ thay thế bằng mana nè. 2 mana và bằng 1 điểm thiệt hại nè. Đó thì nội tại của nó giống y chang như bên y chang như cái quyền trưởng đại thiên sứ ha, nên mình mới đặt nó là mũ đại thiên sứ nè. Đó thì cái trang bị này mình nghĩ nó sẽ rất thích hợp cho những tướng mà đánh theo rất thích hợp cho những tướng mà đánh theo dạng như là lên tăng á anh em, tăng semi tăng áp á thì vừa máu vừa mana đó, vừa máu vừa mana mà đánh theo nội tại mana nhiều ha, những pháp sư mà cấu rỉa rồi cũng lên được nữa nè. Đó, ví dụ như giống như Rai ở bên liên minh huyền thoại đó, đó đánh theo phần trăm mana ha. Đó, những tướng nào mà đánh theo phần trăm mana lên cái trang bị này rất là hợp ha. Đó thì nó sẽ cộng mana nhiều nè. Khi mana nhiều thì sẽ tăng đam đó. Đó, giống như dạng như vậy đó. Thì những cái nội tại này nó rất là bá ha. Nó sẽ giúp anh em sống sót dễ trong combat ha, và tăng độ châu chó lên nè. Đó, cái nội tại thứ ba với lại thứ hai rất là bá nè. Đó, cái nội tại thứ nhất thì phù hợp với anh em cấu rỉa nè. Giống như khiên mana siêu vậy anh em. Rồi trang bị tiếp theo sẽ là trượng hư vô nha anh em. Nó là nội tại giống như là bên liên minh điện thoại, cái trượng hư vô bên liên minh điện thoại á. Rồi điểm số của nó là cộng 80 phép nè và cộng 10 thời gian hồi chiêu ha. Nội tại có hai nội tại nha em. Nội tại thứ nhất của nó là giảm 30% kháng phép của kẻ địch nào nhận sát thương phép nè. Đó là đứa nào lên kháng phép thì nó sẽ giảm 35% nè. Rồi nội tại thứ hai là giảm 10% kháng phép, 10% phép, 10 kháng phép nha anh em, 10 kháng phép thôi chứ không phải 10% đâu, với tất cả cái địch trong phạm vi 1500 nè. Tức là cái nội tại của này, cái trang bị này là sự kết hợp của trượng hư vô và cái gậy đầu lâu ở bên trong liên minh hiện tại nha anh em. Trời ơi, trừ hết kháng phép của người ta luôn, lấy gì người ta sống nữa. Đó, trời ơi, hai nội tại rất là bá ha, toàn là giảm kháng phép không à. Thì cái trang bị này mình nghĩ là rất là bá ha. Đó, giá của nó là 2840 nè. Rất thích hợp với những những pháp sư nào mà dồn đam ha anh em, dồn đam một phát là đi luôn á, đấm một phát đi luôn đó. Đó. Rồi hoặc là chơi những kỹ năng diện động nhưng mà không phải cấu rỉa ha. Cấu rỉa cũng được, tại nó có thêm cái nội tại giảm 30% 35% kháng phép nè. Thì trang bị này thì là trang bị lay ha. Đó, trang bị cuối nè, khi nào kháng phép của địch nhiều quá thì mình sẽ lên thôi. Giá của nó 2840 thì khá là bả ha, giá của nó cũng không cao lắm. Khi nào mà tới 3000 mới gọi là cao. Rồi, đến với trang bị tiếp theo thì mình sẽ gọi nó là đồng hồ cát nha anh em.
thì chỉ số của nó là cộng 80 phép và cộng 50 giáp nè. Đó, rất thích hợp được counter những tướng sát thủ và sát thương vật lý ha. Thì tại sao là gọi là đồng hồ cát, thì nó tên gọi của nó là giống bên đồng hồ cát ở bên Liên Minh Huyền Thoại á. Thì khi mình kích hoạt nè, ngưng động nè, bản thân sẽ không bị chọn là mục tiêu nè, không thể di chuyển hoặc không thể dùng kỹ năng nè trong vòng 3 giây ha. Thì khi mình bị dồn sát thương thì mình có thể bật kích hoạt cái trang bị này lên, thì nó sẽ đưa tướng mình vào cái trạng thái ngưng động nè. Đó, bất khả xâm phạm luôn nha anh em, nhưng mà mình không thể di chuyển và cũng không thể dùng kỹ năng được. Thì cái này rất thích hợp với những pháp sư nào mà đang bị úp sọt ha, bị sát thủ của team địch úp sọt á. Đó, mình hay là đứng giữa vòng bay địch đó, nhưng mà mình đã xả hết chiêu rồi, thì mình bấm kích hoạt cái đồng hồ cát này lên. Thì mình sẽ mình đợi thời gian hồi chiêu của chiêu mình khi mình có rồi á, trong vòng 3 giây thì chắc cũng có rồi, 1-2 chiêu rồi ha. Thì mình sẽ hồi mã thương chơi lại tụi nó, thì có thể mình sẽ sống sót hơn ha. Hoặc là lên những trang bị áp hút máu á, thì mình hút máu lại thì cơ hội sống sót của mình sẽ cao hơn. Giá của nó là 2880 nha anh em, khá là cao á. Cộng cả 80 pháp thì cũng nhiều nè, cộng thêm 50 giáp nữa nè. Đó. Rồi, trang bị tiếp theo thì mình gọi nó là Doran nha anh em. Thì cái nội tại của nó giống như cái những Doran vậy đó. Bên Liên Minh Huyền Thoại á, nhưng mà chỉ số nó cộng rất là cao ha. Cộng 50 phép nè, 300 máu và 300 mana và 30 giáp ha. Nội tại của nó là mỗi phút nhận được 50 mana cộng thêm 5 phép nè. Tối đa của nó sẽ cộng được 300 mana và 30 phép ha. Đó, rất thích hợp với những pháp sư nào mà cần những chỉ số trên. Thì ưu tiên là lên đầu game hoặc là mid game nha anh em. Để cho cái thời gian mỗi phút của nó sẽ cộng max tới 300 mana và 30 phép nè. Thì giá của nó rất là chua chát ha, tới 3.000 vàng lần. Mà nó sẽ thích hợp với những anh em thiếu những chỉ số mà phép với lại máu và mana ha, cộng thêm giáp nè, tăng độ châu chó cho những tướng cho những pháp sư nào mà lên semi tăng á. Nó giá của nó là 3.000 ha. Trời ơi, rất là cao. Rồi, trang bị tiếp theo của mình là mặt nạ đã đầy nha anh em. Thì chỉ số của nó sẽ cộng 80 phép nè và cộng 250 máu nè, thêm 10% thời gian giảm thiên hồi chiêu nè. Này là có hai nội tại nè, nội tại thứ nhất là cộng 10 kháng phép ha, 10 kháng phép thì mình thấy nó hơi ít ha. Rồi nội tại tiếp theo là khi dùng kỹ năng lên kẻ địch sẽ làm nó bị thiêu đốt ha, sẽ làm kẻ địch bị thiêu đốt là 10 cộng 3% HP hiện tại nè, kháng thương phép trong vòng 3 giây nè. Đó, thì cái mặt nạ này thì nó sẽ nội tại nó giống như là mặt nạ đã đầy ở bên Liên Minh Huyền Thoại nha anh em. Khi mình chơi skill vào tướng địch nó sẽ đốt theo phần trăm máu ha. Theo phần trăm máu, 3% máu hiện tại là tức là 3% máu của kẻ địch nha anh em, cộng thêm 10 nữa nè. Đó là cái này sẽ đốt theo phần trăm máu của kẻ địch ha. Rất thích hợp với những anh em nào chơi cấu rỉa ha, nhưng mà bên team địch nó lên tăng rất là nhiều. Thì anh em cấu rỉa nó sẽ đốt theo phần trăm máu của nó. Đó, giá của nó là 2.860 anh em, 2.860 vàng. Đó, rất là giống nội tại của nó giống mặt nạ đã đầy ở bên Liên Minh Huyền Thoại đó. Đó, anh em chơi Liên Minh Huyền Thoại thì sẽ hiểu được cái nội tại của nó là gì ha. Đó, khi mình cấu rỉa thì nó sẽ đốt máu của tụi nó theo phần trăm máu nè. Đó, này bắn mấy người tăng rất là thốn ha. Chơi tầm 2-3 cái thôi là tụi nó nửa cây máu rồi. Rồi, đến với trang bị tiếp theo thì mình gọi nó là giáp phép headset nha anh em. Nó giống cái nội tại của nó giống như là số kiếm súng headset ở bên Liên Minh Huyền Thoại á. Thì chỉ số của nó sẽ cộng 50 phép và 300 mana ha, cộng thêm được 100% tốc độ hồi mana nè. Nội tại của nó là hút máu phép nha anh em. Đó, khi mình chơi skill thì sẽ hút được 20% hút máu phép của mục tiêu nè. Nhưng mà cái đó 20% hút máu phép thì nó sẽ bị giảm 40, nó sẽ bị giảm 60% ha. Khi mình chơi kỹ năng dị động sẽ hút HP phép chỉ còn có 40% của 20% đó thôi. Nói chung là mình chơi chiêu đơn mục tiêu thì sẽ hút máu nhiều hơn. Còn mà mình chơi kỹ năng dị động thì sẽ bị giảm xuống còn 40% thôi.
Rồi nội tại thứ hai thì khi nhận sát thương từ địch nè sẽ được hồi 15% mana nè. Giết địch thì sẽ hồi được 40% mana ha, hỗ trợ giết địch thì sẽ được hồi 20 mana ha. Thì này rất là thích hợp cho những tướng cấu rỉa nè. Cấu rỉa từ xa ha, đó. Cái nội tại thứ hai này là hồi mana để mà mình chơi tiếp thêm chiêu á. Này hút máu phép nè, đó rất là thích hợp cho những tướng nào mà cấu rỉa nè. Đó và lên tăng đó ha, đó lên semi tăng áp á, giống như là những trang bị đầu của mình hồi nãy mình review á. Đó sẽ tăng tỷ lệ sống ở trong combat ha. Giá của nó là 2880 nè. Rồi trang bị tiếp theo thì mình gọi nó là nhẫn Nashot nha anh em. Tại sao gọi là nhẫn Nashot thì nó cái nội tại của nó giống như là cái nanh Nashot ở bên Liên Minh Huyền Thoại á. Thì chỉ số của nó sẽ cộng là 80 phép và cộng 20 tốc độ đánh, 10% thời gian hồi chiêu. Có hai nội tại là nội tại thứ nhất là mỗi đòn đánh thường sẽ gây thêm 30 cộng 10% sức mạnh phép thuật nè. Nội tại thứ hai là mỗi khi dùng kỹ năng phép thuật sẽ nhận được 30 tốc độ đánh trong 3 giây nè. Đó rất thích hợp với những tướng áp nào mà kèm theo đam ở trong đòn đánh nha anh em. Nó giống như con cây le ở bên Liên Minh Huyền Thoại á. Đó, khi mình đánh thì nó sẽ có đam áp ở trong cái đòn đánh của mình á. Nên cái trang bị này rất là thích hợp ha. Đó, tăng tốc độ đánh nè, khi mình đánh mà có đam áp ở trong trong đòn đánh nữa thì mấy kẻ địch sẽ bay nhanh thôi. Đó, hai nội tại này đều là cộng tốc độ đánh ha. Thêm một cái chỉ số ở trên cộng ở trên nữa kìa. Nó rất thích hợp cho những tướng pháp sư nào mà gây sát thương theo đòn đánh ha. Giá của nó là 3010 vàng ha anh em. Đó rất là cao ha. Rồi anh em có thể tham khảo nè. Những cái tướng nào mà gây kỹ năng qua đòn đánh á, gây sát thương qua đòn đánh á, thì anh em cái này là cái sẽ lên này là trứng phái luôn rồi, nên anh em có thể lên ha. Rồi trang bị tiếp theo sẽ là bùa phù thủy Rabadon nha anh em. Nó cái nội tại của nó giống như là cái mũ phù thủy Rabadon ở bên Liên Minh Huyền Thoại á. Thì chỉ số phép thuật của nó cộng rất là cao ha, tới 120 phép lận. Nội tại của nó là cộng tăng 30% sức mạnh phép thuật nè. Đó này sẽ gia tăng sức mạnh phép thuật của anh em. Rất là thích hợp khi mình lên giữa game hoặc cuối game ha, sẽ gia tăng sức mạnh phép thuật của mình. Cái này không nên lên đầu game nha anh em, tại sức mạnh phép thuật của mình lúc đầu game rất là ít ha. Mình cộng thêm 30% sức mạnh phép thuật nữa thì sẽ cộng không được bao nhiêu hết trơn á. Mình sẽ lên nó giữa game hoặc cuối game để gia tăng đam của anh em ha. Rồi giá của nó rất là chua chát nha anh em, tới 3370 vàng lận. Thì rất là thích hợp với tất cả các tướng áp ha. Đó rất là thích hợp tất cả những pháp sư muốn gia tăng đam của mình lên thì cái này là trứng phái rồi. Rồi gọi tắt của nó là bùa phù thủy Rabadon nha anh em, tại nó hình của nó giống cái bùa nè. Đó mình đặt theo bên Liên Minh Huyền Thoại nha anh em, nên những cái trang bị này thì mình đặt tên vậy cho anh em dễ nhớ thôi, chứ khi mình dịch thuật ra thì tên nó chắc chắn sẽ khác rồi. Rồi đến với trang bị cuối cùng thì mình gọi nó là Headset nha anh em. Chỉ số của nó là cộng 80 phép và 30 giáp nè. Cái nội tại, hai nội tại nha, nội tại một của nó là 10% hút máu phép nè. Cái này là không có yêu cầu là kỹ năng đơn mục tiêu hay là diện rộng gì hết trơn á, cứ chơi là cứ cộng 10% hút máu phép ha. Rồi nội tại thứ hai của nó là khi dùng kỹ năng lên tướng địch nè, tướng địch sẽ bị hiệu ứng trọng thương ha. Trọng thương trong 3 giây thì mình nghĩ cái hiệu ứng trọng thương này là khi mình chơi thêm chiêu vào người tướng địch đó sẽ tăng thêm sát thương ha. Đó, nó không có dịch rõ lắm nhưng mà mình nghĩ là vậy. Cái 10% hút máu phép này là khi mình chơi chiêu thì không có yêu cầu là đơn mục tiêu hay là AOE gì hết, cứ chơi chiêu là cộng là được hồi 10% máu à. 10% máu thì cái đam của anh em nha, chứ không phải là 10% máu của tướng địch hoặc là máu của anh em đâu. Rồi nếu thấy hay thì anh em hãy cho mình một like và một subscribe theo dõi kênh của mình để mình có động lực để ra nhiều video mới review cho anh em xem ha. Thì tiếp theo nếu được sự ủng hộ của anh em thì mình sẽ review và dịch tất cả những trang bị cho anh em ha. Còn này mới là chỉ app thôi, còn những trang bị khác nữa thì nếu anh em ủng hộ thì mình sẽ làm thêm video clip nè. Rồi cảm ơn anh em theo dõi nha.